răng nè, y chang thật luôn. Nhìn là thấy sợ rồi. Đây sẽ là trứng khủng long. Bây giờ Khôi và Thông sẽ vô nhé. Ở đây là một cái công viên mới nên Thông có thấy được những cái kiểu, những cái bản tên của từng con khủng long không ta? Chắc không có nhiều lắm đúng không? Không thấy nữa. Chắc là vô trong kia. Đúng rồi. Còn ở đây chỉ là trưng bày để mình coi thôi. Đúng rồi. Tại Khôi thấy công viên này rất là mới và chưa có một cái bản tên. Thì Khôi đoán, thì Khôi sẽ đoán đây là con Tyrannosaurus Rex. Là con T-Rex đó mọi người. Xem trong phim rất là nhiều luôn. Con này rất là mập luôn mọi người. Thông đụng được không? Ok bắt tay. Con này rất là rất, tay nó cực kỳ ngắn luôn. Tay này mà đánh Vino là đánh được chỉ có 4 ngón mọi người. Nên không có đánh Vino được. Răng nè, y chang thật luôn. Dê quá. Ok, mình sẽ đi tiếp theo nhé mọi người. Đây là con T-Rex này nhưng mà phiên bản nhỏ nha, phiên bản con mini. Con này thì tay nó nhỏ y chang bố nó luôn. Qua bên đây là một cái loài động vật mà thì Khôi không chắc là nó có được hay không nữa. Nhưng mà con này nó cực kỳ ghê luôn mọi người. Con này là để tay vô là nó hút vô luôn á mọi người. Thông nghĩ sao về con này? Nhìn là thấy sợ rồi. Nhìn gớm quá. Không biết nếu mà con này còn tồn tại lúc mà con người mình đang sống thì không biết như thế nào ha. Nếu mà nó còn tồn tại là chắc. Đây sẽ là cái con không biết. Anh Thông tìm được là Thalassomedon. Con này là khủng long đầu rắn. Phân loại ăn thịt. What? Con này mà ăn thịt. Nhìn này chắc là bơi dưới nước. Nhìn nó hiền quá. Đúng rồi, nó có cái vảy nè mọi người. Đó, và cái đuôi của nó nhìn y chang mấy cái con động vật thường ngày luôn. Nó không có phải là đuôi ngắn, đuôi vừa, đuôi dài lắm. Đây sẽ là trứng khủng long. Là khoảng đập cái xong rồi ra có khủng long thiệt đó mọi người. Giờ thì Khôi thử đập nha. bằng sắt hoặc bằng nhựa. Mọi người biết sao con này ra đời không? Trứng nó nở rồi mọi người. Đó, trứng nở rồi. Con này là phiên bản con kia nhưng mà scale này là scale 1:1. Là nó lớn luôn rồi mọi người. Cực kỳ lớn luôn. Con này mắc sợ. Nó đang đi kiếm con nó, Kenny. Đúng rồi, nó đang đi kiếm con. Anh Thông nói là đang đi kiếm con tại nó nở. Thôi, không, con này không được sờ vào tại chắc nguy hiểm hoặc cái gì đó. Thấy ghê quá mọi người. Giờ mình sẽ vào tiếp theo nha mọi người. Mọi người, con kia thì đi kiếm con. Còn con này đã có con rồi. Con này kiếm được con của nó rồi nè mọi người. Con này là khủng long áo giáp á mọi người. Thì con thấy trên mạng rất là nhiều luôn. Quên. Anh Thông là một người chuyên tìm bản tên. Đây là Ankylosaurus khủng long đuôi chùy. Đuôi chùy. Ok, phân loại ăn cỏ nè mọi người. Con này là nó bảo vệ chính bản thân nó bằng cái đuôi của nó có một cái gọi là cục đá mọi người, nhưng mà bằng xương. Con này thì Khôi thấy y chang cái phiên bản con áo giáp kia nhưng mà nó gọi là tăng tiến đúng không, kiểu là upgrade. Đây là khủng long vây kiếm. Vây kiếm, cái tên tiếng Anh nó là Stegosaurus. Con này là thì Khôi thấy chất liệu nó là đẹp nhất từ hồi nãy giờ nè. Mọi người thấy từng cái gọi là giọt nước nè, đây không phải là nước đâu mọi người, đây là silicone. Còn cái vây này á thì Khôi thấy là gỗ hoặc là nhựa mọi người, rất là cứng luôn. Và chất liệu của này á là theo con nghe nói chủ của công viên này là chính là đạo diễn Văn Công Viễn, nói là cái thịt và cái da của nó được đặt làm riêng, tailor riêng, bởi vậy y chang thật luôn mọi người. Cả cái mắt của nó cũng là một cái chi tiết mà tôi cảm thấy rất là hay nữa nè mọi người. Vây kiếm ghê quá. Anh Thông nghĩ sao về con này? Nhìn nó cứng cáp vậy thôi chứ nó ăn cỏ đó. Cơ thể nó chỉ có tạo để mà bảo vệ khỏi những loài khủng long ăn thịt thôi. Ok đúng rồi. Anh Thông nói đúng, con này ăn cỏ thôi, con này nó cực kỳ hiền chứ bảo vệ thôi nha mọi người. Trời, con này ghê quá mọi người. Con này là khủng long bạo chúa đó mọi người. Chi tiết thật dã man luôn. Wow. Răng nó bị mòn. Ghê quá. Mắc nguy hiểm luôn đúng không? Nhìn đáng sợ lắm, nhìn con người nó có máu nữa kìa. Anh Thông mới chỉ một chi tiết rất là hay luôn mọi người. Nhìn tay nó nè mọi người. Máu nè. Ui ghê quá. Mà không phải là chất lỏng nha mọi người. Silicone được đặt riêng á. Nè, tay không dính. Cái này thử nghĩ nếu mà nó ngứa cái lưng á thì sao nó gãi ta? Anh Thông nói là nếu mà nó bị ngứa lưng á là làm sao gãi. Không gãi được, tay nó nhiều xíu rồi. Con này sẽ là y chang con kia luôn mà phiên bản mini nè. Đố cái này
Con này là từ đâu ra? Từ cái quả trứng hồi nãy đúng không? Đúng rồi, trời ơi. Cái này rất là tinh tế nha mọi người. Nhớ cái quả trứng hồi nãy không mọi người? Là đây là con của nó nè, tìm được rồi. Giờ mình sẽ đến cái con khủng long gọi là ba sừng phân loại là ăn cỏ nha mọi người. Con này là những... Thì con không biết sao mà những cái con này á, gai góc dã man luôn. Chỉ để bảo vệ chứ không phải để tấn công. Con này là cắm sừng nè. Khủng long hồi xưa đã bị cắm sừng rồi. Khủng long hồi xưa đã bị cắm sừng rồi mọi người. Nhưng mà nhìn giống ai nữa? Đố ai? Anh ai thời hiện nay? Anh không biết nữa, là ai? Là chị Phí Phương Anh. Một chi tiết mà Khôi và anh Thông giấu mọi người nãy giờ, đó là một cái chi tiết rất là hay luôn. Và ở đây sẽ là máy bán xu tự động nè mọi người. Mệnh giá thì ghi trên đây, giống như là 20.000 thì chỉ được dùng tờ, dùng mỗi tờ 20.000 thôi, không được dùng hai tờ 10.000. Giờ mình sẽ mua và sẽ cho mọi người biết thì cái tờ 20.000 sẽ làm được cái gì. 1 xu, 2 xu, 3 xu, anh Thông. Ok, rồi đó mình sẽ có tổng cộng là 5 xu. Và mình sẽ hướng qua cái máy này. Và mình sẽ làm một cái thứ gọi là bất khả thi, nhưng mà vẫn phải làm. Đó là... Ok, mình sẽ 1, 2, 3, 4. Ok, giờ mình sẽ bấm nút. Và mọi người nhìn nè. Đúng rồi kìa. Ok. Một chi tiết này mà Khôi và Thông giống mọi người nãy giờ luôn. Ok. Đây. Không, ở trong đây có gì hết anh? Ờ. Chứ 20 ngàn nó không thể phí vậy được. Ờ, một lần nữa. Ok. Ờ, thì có đáng cho đây sẽ là một con khủng long mini. Giờ anh Thông sẽ unbox nha. Đồ chơi con nít nè mọi người. Trứng gà ta, ok. Đây là cái con khủng long. Thì không nghĩ đây là một cái địa điểm mà tất cả các em bé học sinh hoặc là gọi là tất cả người ngoài có thể đi vào trong và tìm hiểu hơn về khủng long hoặc là những cái cấu tạo của con khủng long như là cái màn hình phía sau thì thôi. Đây là con khủng long mà đuôi chì hồi nãy mình thấy nè. Nó là một trong những loài khủng long ăn cỏ lớn nhất, hay còn gọi là khủng long đuôi tạ. Nó dùng đuôi để mà tự vệ bản thân. Những loài khăn mồi mà muốn ăn nó thì phải vượt qua được cái đuôi của nó. Cảm thấy là hôm nay là một cái gọi là một cái trip đáng nghĩa đúng không? Chúng tôi thấy là lấy ra thôi, chúng tôi thấy là cái gì vậy? Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thôi, nó khủng long này nó cũng có tha thôi. Thôi, nói chung là hôm nay là ngoài trường của này là tất cả con kia rất là hiền. Và chúng tôi cảm thấy là một cái trip đáng nghĩa cho chúng tôi muốn giới thiệu này cho tất cả trường hoặc là các em muốn đi khám phá hơn về loài sinh vật khủng long. Thiên Khôi và anh Thông xin chào tất cả mọi người đã xem clip về hôm nay. Và Thiên Khôi xin chào. Và muốn xem thì tới Gigamall.